karaoke ở nhà rất là hay và được chị Thủy cũng khoe luôn. Cho nên là Phi Tiễn ráng rủ Tướng lên đây, Tướng nói là Tướng không có thuộc lời, cho nên là bây giờ Phi Tiễn đã chuẩn bị lời sẵn rồi nghe Tướng. Là thật sự thì Lập Thế rất là mê nhạc, đặc biệt là rất là mê nhạc của Phi Tiễn, tại vì mấy cái nhạc về lính với lại cái nhạc trước 75 nghe rất là mùi với lại rất là sâu động trong trong lòng của Lập Thế. Cho nên ở nhà thì lâu lâu mới có cơ hội cũng như là hát thôi, chứ ở nhà đâu có karaoke. Nhưng mà thôi, để ráng ha. Bạn okay. Để lời nghe đi rồi Ờ, ok. Thì Tiễn hát trước nha. Ok. Vỗ tay. Bây giờ mẹ chờ tìm con, khi thấy mai đào nở vàng bên hương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy được lo, mà tiếng con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thật trời. Xuân này bằng nhà.
Tướng mà về hưu á thì có thể là làm ca sĩ được. No, tướng đừng có về hưu, con sẽ bị mất job á. Đó, tướng mà về hưu làm ca sĩ thì là ông này ông ấy về hưu sớm. Kính thưa quý vị, tướng Thái ơi, ở dưới có SBTN nha, ghi danh nãy giờ chấm rồi. Xin quý vị một lần nữa cho tràng pháo tay cho tướng Thế. Xin quý vị một tràng pháo tay một lần nữa. Và tiền lính là tính liền nha quý vị, xin một tràng pháo tay trừ